Video này là mình sẽ làm với con iPhone 7 LED nhà mạng Mỹ các bạn nhé, nhà mạng Mỹ chip Intel này, LL này, với SIM Pro Auto nha. Cái này là mình vừa ghép xong, với điều kiện là khi mình ghép là mình chỉ bật 3G thôi các bạn nha, đừng bật 4G để chuyển vùng dữ liệu luôn đi. Rồi bây giờ mình sẽ reload nó lại, tương tự là trường hợp mất sóng đó các bạn, để mình có thể kích được lên sóng. Đừng bật 4G, bật 4G rất là khó kích lên sóng nha. Chỉ bật 3G có nghĩa là mình tắt cái LTE nó đi. Và mình sẽ đợi cho đến khi mà nó nhảy vô được cái màn hình nền thì mình lấy SIM ra mình cho vô lại. Có nghĩa là mình vừa kết hợp một phần tự động mà mình kết hợp thủ công một tí xíu. Những cái dòng 7 LED dòng này rất là khó chịu. Không có đơn giản như những cái dòng mà như là iPhone X, XS Max rồi đấy, rất là dễ. 7 LED, 8 LED cũng vẫn dễ các bạn nha. Còn 6S thì mấy cái dòng đó quá dễ rồi, không cần tính. iPhone càng đời sau này thì càng dễ ghép lên sóng hơn. Trừ những cái con iPhone 7, 7 LED mà dòng chip Intel này rất là khó chịu. Các bạn để ý khi nào mà nó về một cuộc sống nó nhảy mất 3G luôn á, là lúc đó chuẩn bị nó vô cái màn hình đấy. Vô màn hình thì mình cứ đưa cái chọt SIM vô, đẩy nó ra cái nhét vô lại là nó lên sóng thôi. Cũng không có gì là phức tạp hết. Có thể hướng dẫn cho khách tự làm luôn, để khách người ta khỏi mất công người ta chạy ra tiệm của mình phức tạp, xa xôi. Mình ghép là mình thường hướng dẫn cho khách tự làm hết. Sau khi ghép xong là chỉ cho khách luôn. Mình làm cực một lần nhưng mà được cái là khách người ta không có quay lại. Mất sóng rồi đây. Chế độ này chuẩn bị nó nhảy vô này. Các bạn lấy SIM ra nhé. Lấy SIM ra. Thấy nó báo không thể SIM này. Các bạn nhét vô lại. Rồi các bạn đợi. Các bạn đừng bật 4G trước, bật 4G trước khó kích lên lắm, thấy không? Bật chỉ 3G không này, chuẩn bị lên Viettel rồi, ok. Như vậy thì mình để như thế mình xài luôn, gọi đến gọi đi, ok. Các bạn có thể test thêm là tắt cái dữ liệu này có gọi đến được hay không. Nhưng mà theo mình thì khi nào mình cần dùng 4G mình bật thì nó sẽ lên thôi. Khi mà nó lên được 3G thì 4G nó rất là dễ lên. Trừ một số trường hợp như iPhone 7 hay SE mình gặp rồi, lên 3G thế giới bật 4G là nó tìm kiếm và nó hay out lắm. Những cái dòng máy sau này thì ok hơn. Mình tắt 4G cho nó chuyển về 3G nè. Đó, ok chưa? Tất nhiên là những cái tính năng gọi hay là những tăng còn lại thì ok hết rồi. Cái này mình không cần test lắm. Các bạn để ý nha. Kích SIM dành cho mấy cái máy 7, 7 LED chip Intel nhé các bạn. Nhà mạng Mỹ đấy. 3. Bị báo mất mạng. Rồi, video này về đến đây hết rồi. Các bạn mà thao tác mà nó không được thì các bạn phải chịu làm đi làm lại vài lần nha, phải kiên nhẫn nha. Đây SIM ghép mình nằm ở trong này không các bạn. Đây nè, A1784 nè các bạn nè. Dòng khó ghép lắm đấy.